chào các bậc phụ huynh cùng toàn thể các con học sinh yêu quý. Vậy là một tuần nữa lại trôi qua rồi. Tuần này cô giáo sẽ giới thiệu với các con hoạt động làm quen văn học. Trước khi vào bài học, cô có một câu đố muốn đố các con. Các con hãy lắng tai nghe nhé. Con gì đuôi ngắn tai dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh? Đố các con biết đó là con gì nào? À, đó là con thỏ đấy. Hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện cũng nói về một bạn thỏ. Câu chuyện có tên Thỏ con ăn gì? Để biết thỏ con ăn gì và câu chuyện diễn ra như thế nào thì các con hãy lắng nghe cô kể nhé. Chuyện thỏ con ăn gì? Vào một buổi sáng mùa xuân, thỏ con đi lang thang trong rừng. Thỏ đi mãi mà không tìm được gì để ăn. Thỏ gặp gà trống. Gà trống đang mổ thóc. Gà trống mời. Bạn thỏ ơi, tôi có nhiều thóc vàng, bạn hãy ăn thóc cùng tôi. Thỏ con nói, cảm ơn bạn, nhưng tôi không ăn được thóc vàng. Thật à, bạn không ăn được thóc vàng à? Thỏ lại đi tiếp. Trên đường đi, thỏ gặp mèo đang ăn cá. Mèo vui vẻ mời, mèo mèo, thỏ ơi, mời bạn ăn cá cùng tôi. Thỏ nói, cảm ơn mèo con nhé, tôi không ăn được cá đâu. Bạn không ăn được cá à? Vâng, tôi không ăn được cá. Thỏ lại tiếp tục bước đi, những bước đi nặng nề vì mệt và đói. Mệt quá, thỏ ngồi xuống gốc cây và bật khóc. Vừa lúc đó, dê con xách làn rau đi qua, dê mời thỏ hai củ cà rốt. Thỏ con mừng rỡ cảm ơn dê con và chú ăn cà rốt một cách ngon lành. Để các con hiểu rõ thêm về nội dung và ý nghĩa của câu chuyện, thì cô mời các con đến với những câu hỏi của bài học ngày hôm nay nhé. Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện Thỏ con ăn gì? Trong câu chuyện có những nhân vật nào? Trong câu chuyện có thỏ con, gà trống, mèo con và cả dê con nữa đấy. Vào một buổi sáng mùa xuân, thỏ con đi lang thang trong rừng. Thỏ đi mãi mà vẫn không tìm được gì để ăn. Thỏ con đã gặp ai? Thỏ gặp gà trống. Và gà trống đã mời thỏ con ăn gì? Gà trống mời. Bạn thỏ ơi, tôi có nhiều thóc vàng, bạn lại đây ăn cùng với tôi. Thỏ con nói, cảm ơn bạn, nhưng tôi không ăn được thóc vàng. Thật à, bạn không ăn được thóc vàng à? Thỏ lại tiếp tục đi. Trên đường đi, thỏ gặp mèo con. Đố các con biết, thỏ gặp mèo con đang ăn gì? Trên đường đi, thỏ gặp mèo con. Mèo con vui vẻ mời. Mèo mèo, bạn thỏ ơi, mời bạn lại đây ăn cá cùng với tôi. Thỏ con nói, cảm ơn mèo con nhé, nhưng tôi không ăn được cá. Nói rồi, thỏ lại tiếp tục đi. Những bước đi nặng nề vì mệt và đói. Thỏ ngồi xuống gốc cây và bật khóc. Vừa lúc đó,
Dì còn xách làn đi qua, dì còn đã mời thỏ ăn gì? Dì lấy hai củ cà rốt ra và mời thỏ. Thỏ con nhận được củ cà rốt thì đã nói gì với dê con? Nhận được cà rốt, thỏ vui mừng và cảm ơn dê con rối rít. Rồi chú ăn cà rốt một cách ngon lành. Sau khi nghe xong câu chuyện thỏ con ăn gì, chắc hẳn các con đã biết món ăn yêu thích nhất của thỏ là gì đúng không nào? À, món ăn yêu thích nhất của thỏ chính là củ cà rốt đấy. Vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các con có những hoạt động trải nghiệm ở nhà thật là thú vị. Và các con nhớ luôn vâng lời ông bà, bố mẹ, thường xuyên ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, tập thể dục thể thao, vệ sinh cá nhân thật là sạch sẽ để phòng tránh dịch bệnh Covid nhé. Cuối cùng, cô mời các con cùng lắng nghe bài hát Trời nắng, trời mưa.